Hi Nam, how are you today? I'm good today, how about you? I feel great today. Do you want to join my football team? Wow, that's great. I'm a big fan of football. How can I join? Great, let me ask you a few questions. How old are you? I am 18. How tall are you? I am 150 centimeters. That's okay, one more thing. How much do you weigh? I weigh 60 kilos. Great! Are you free this afternoon? Well, actually, this afternoon I am busy. That's fine. You can join my team this Sunday afternoon at 5 p.m. Thank you so much. Where can we meet on Sunday? Do you know the local stadium near my house? You can call me before you come. Yes, I will call you then. Thank you so much. Anyway, what kinds of sports are you interested in? I like all team sports and I like swimming. I love that. I have to go now. See you on Sunday afternoon. Goodbye. Thank you. See you then. Okay. Vậy chúng ta có một cuộc hội thoại về các câu hỏi và giao tiếp hàng ngày đơn giản này. Và giới thiệu bản thân, về hỏi về độ tuổi, hỏi về tuổi này, cân nặng, chiều cao. Chúng ta sẽ phân tích cái bài đọc này như sau, bài listening cũng như là bài speaking. Các bạn sẽ thay đổi tên của mình đi. Thay đổi tên của mình này, thay đổi cái chiều cao cân nặng của mình, thay đổi tuổi của mình, ok? Để chúng ta nói cùng với bạn này, hoặc là có thể nói theo cặp nhé. Đầu tiên chúng ta có câu hỏi là how are you? Chào Nam, bạn có khỏe không? How are you today? I'm good today. Mình rất là khỏe ngày hôm nay. Ok. Có thể nói là I'm great, I feel happy, I feel wonderful, I feel terrific. Ok. Mình nói có thể nói những từ khác nhau, tính từ khác nhau thay từ good đi. Tôi cảm thấy vui. Hay là hôm nay tôi cảm thấy là mệt, I feel tired today. Ok. How about you? How about you? I feel great today. Tôi cảm thấy tuyệt vời này. Do you want to join my football team? Bạn có muốn tham gia cái đội bóng của tôi không? Wow, that's great. Nghe có vẻ rất là tuyệt đấy. Nghe có vẻ tuyệt. Tôi là một người rất là thích chơi bóng đá. Nhưng bây giờ tôi có thể tham gia như thế nào? I'm a big fan of football. How can I join? Great, let me ask you a few questions. How old are you? Để mình hỏi bạn một số câu hỏi này. Bạn bao nhiêu tuổi? I am 18. Mình 18 tuổi này. And how tall are you? Bạn cao bao nhiêu? I am 150 centimeters. 150 cm là 1.5 m đấy. That's okay. One more thing. Một điểm nữa. How much do you weigh? Bạn nặng bao nhiêu cân? I weigh 60 kilos. Mình nặng 60 cân. Tuyệt vời. Great. Are you free this afternoon? Bạn có rảnh buổi chiều nay không? Well, actually, this afternoon I'm busy. Thực ra là chiều nay là mình bận. I'm busy this afternoon. That's fine, and you can join my team this Sunday afternoon at 5 p.m. Bạn có thể tham gia cái câu lạc bộ đội của tôi vào chủ nhật tuần này lúc 5 giờ, 5 p.m. 5 giờ chiều. Thank you so much. Where can we meet on Sunday? Thế chúng ta gặp bao giờ lúc nào vào chủ nhật? Bạn có biết cái sân vận động địa phương ở gần nhà tôi không? Do you know the local stadium near my house? You can call me before you come. Bạn có thể gọi tôi khi bạn đến. Yes, I will call you then. Thank you so much. Nhân đây thì what kinds of sports are you interested in? Bạn thích thể loại thể thao nào? I like all team sports and I like swimming. Tôi thích các môn thể thao đồng đội này. Tôi thích bơi. Okay. I love that. I have to go now. See you on Sunday afternoon. Goodbye. Tôi phải đi bây giờ. I have to do something. Là tôi phải làm gì đó. Tôi phải đi bây giờ rồi. Hẹn gặp lại bạn vào chiều chủ nhật. Tạm biệt. Okay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem một số cái nội dung. Đầu tiên là về nối âm trong tiếng Anh. Nối âm thì có nghĩa là trong tiếng Anh ấy, chúng ta có 5 nguyên âm, đó là uể oải ấy. Thì chúng ta sẽ nối
phụ âm với nguyên âm. Cái này người nước ngoài khi mà họ nói thì họ thường nối âm nên mình phải lưu ý cái này. Năm nguyên âm nhá, quậy hoại, và các phụ âm là các từ còn lại. Ví dụ luôn, ví dụ ở đây chúng ta có nối âm đầu tiên là I am a big fan of, big fan of. Fan, O là nguyên âm, N ta nối với O luôn. I'm a big fan of football, how can I join? Let me ask you a few questions. Nối âm tiếp theo, nối âm tiếp theo đó là mid tone, mid tone. Tại vì từ bình thường ta nói là meet on, ok, đây là nối lại. Where can we meet on Sunday? Where can we meet on Sunday? Ok, meet on. Tiếp, đây, chỗ này cũng nối âm khá là nhiều. What kind of, không phải kind of, mà kind of, S nói với O mà. What kind of sports are you interested in? Interested in, interested in, interested in, ok, interested in. Đó là nối âm giữa phụ âm và nguyên âm. Nội dung tiếp theo đó là một số âm ta hay phát âm sai. Ví dụ đầu tiên, từ này ta học một số bạn hay đọc là greet, từ này ta đọc là great, ok, great. Và từ này không phải là today mà là today, 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 ok. Từ tiếp theo, ví dụ như là cái nhấn âm, cái trọng âm quan trọng, ta đọc là afternoon, ta không đọc là afternoon, ok, afternoon. Are you free this afternoon? Đọc làm sao nó nhấn nhá một chút để nó nghe nó giống tây tây một tí, ok. Đó, từ này ta hay gặp này, từ actually, thực ra, actually, actually, actually. Từ này không phải đọc là busy mà là busy, I'm busy, ok. Tiếp theo, từ từ này ta không đọc là lớp, ta đọc là laugh, I laugh that, không đọc lớp nhé. Laugh, laugh, I laugh it, I laugh it, I laugh it, I laugh it. Ok. Đó, team sports, sports. Anyway, nhân đây, ok. Đó là những cái nội dung mà chúng ta đã tìm hiểu trong cái cuộc hội thoại này. Thì mình sẽ chỉ ra một số từ mà chúng ta hay phát âm sai nữa. Đầu tiên, từ này. Từ này mọi người cũng hay phát âm sai. Đó là từ này thường ta đọc là people, đúng không ạ? Từ này ta phát âm chính xác là people, ok, e, people. Còn pupil là đây, học sinh ta đọc là pupil, ok, pupil, people, pupil, people, pupil. Tiếp theo, từ này rất nhiều, bởi vì cái mình nghe nhiều là đọc là cute, nhưng mà thực tế từ này ta phải đọc là cute, cute. She is really cute, cô rất đáng yêu, ok, cute, không phải cute nhá, cũng không phải là delete, delete. Từ này delete, 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 delete. Từ này nữa, không phải because, không phải because, cũng không phải là because, 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 because. Đây là những cái từ mà mình gặp, mình đã từng gặp những cái bạn hay phát âm sai, và các bạn hãy sửa lại những âm này, ok. People này, pupil này, cute, delete, because. Như vậy, đây là cái cuộc hội thoại hàng ngày về chủ đề how are you. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những cái chủ đề tiếp theo, speaking, giao tiếp của hội thoại hàng ngày theo cặp nhé. Các bạn có thể nếu các bạn thấy cái video này hữu ích và hay thì cho mình một like và subscribe. Okay, goodbye, see you next time and have a good day.